Hello, xin chào tất cả các bác đã có trở lại với kênh của Trường Hồng Vlog và mình là Văn Hồng Lazada. Và hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi review về các cái chương trình của Tiki. Thì hiện nay ở Tiki đang có cái chương trình Bao Giờ Đón Tết cùng Bích Phương. Thì các bạn có thể trong clip này mình sẽ nói qua một chút về các cái chương trình khuyến mại của Tiki rồi. Và như mọi lần thì chúng ta cùng check qua cái thông tin từ mail của Tiki gửi một chút nhá. Rồi, thì đây mình đang có một cái email từ Tiki. Bao giờ đến Tết? Ở đây với hình ảnh thương hiệu là của bạn Bích Phương, rất là xinh xắn, Bích Phương Idol. Rồi rất nhiều các cái mặt hàng giảm giá như là sơn kem ủ. Rồi cái này của con gái mình không quan tâm lắm. Bếp nướng 279.000, dịch vụ gói quà tặng với Tiki Now. Chọn trà sang trao năm mới tươi sáng hay đi kèm rất nhiều các cái mặt hàng. Rồi, ngoài ra thì ở Tiki thì cũng có một số cái mặt hàng giảm giá đến 50%, ưu đãi 50% nhân cái dịp năm mới 2018 rồi. Rất nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng qua cái group review Lazada để xem ở Tiki thì có những cái chương trình gì nhá. Đây rồi, mình đang có mặt ở cái group review Lazada. Thì đây là một cái group chia sẻ khá nhiều các cái thông tin về các cái chương trình khuyến mại của Sen Đỏ, Lazada, Kido, Tiki và Shopee. Ngoài ra trên này thì anh em cũng chia sẻ rất nhiều các cái mã giảm giá này, các cái event đồng hành cùng các cái nhãn hàng và các cái chương trình từ các bên thương mại điện tử nhá. Ok, thì chúng ta có thể truy cập vào cái group này để tìm các mã giảm giá hoặc là trao đổi thông tin. Thì đây, link địa chỉ các bạn có thể truy cập này, facebook.com/group/review Lazada. Ok, thì đây là cái thông tin về Tiki. Bao giờ cái này sao giống ở kia thôi. Nhận ngay bao lì xì siêu độc đáo. Thì theo mình biết thì cái chương trình nhận ngay bao lì xì này chỉ áp dụng với các cái đơn hàng mà từ 299k trở lên. Thì ở đây như có đây này. Tặng bao lì xì cho đơn hàng 299k từ 20 tháng 1. Hôm nay thì là 16 tháng 1 rồi, tức là còn khoảng 4 hôm nữa. Ngoài ra thì ở Tiki có thêm các cái chương trình như là miễn phí giao hàng từ 99k. Ở đây tặng 299k mới tặng bao lì xì á. Ra như bao lì xì nhà mình giờ đang nhiều lắm, tại vì đợt trước có làm các cái review mở hộp các cái lịch thì cũng nhận được đống, như mình còn cái gọi nhỉ, có cái quyển bao lì xì của đây này. Vẫn còn đang một cái bao lì xì của NCB đã dùng đâu. Rồi ok, chúng ta cùng tiếp tục xem có thông tin gì nữa không. Chắc là hết rồi. Mã voucher của Lazada. Thì cái voucher bí mật này của Lazada thì chắc là mình nghĩ là Tết 2018 thôi. Cái này, cái voucher này đoán cũng là khá là dễ. Nhưng mà cái chương trình của Lazada thì về đến 23 cơ. Hôm nay mới là 16 thì khoảng một tuần nữa. Một tuần nữa thì sẽ có chương trình cực kỳ lớn của Lazada. Thì hôm nào mình sẽ đến gần ngày mình sẽ cố gắng mình làm một cái clip đồng hành của các bạn ở cái chương trình của Lazada. Rồi bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với Tiki. Thì bây giờ mình sẽ sang cái fanpage của Tiki. Hiện tại thì tớ đang có mặt ở cái page của Tiki. Page này có 2 triệu lượt like thôi, nó khá là nhỏ. Lazada như hai mấy triệu like. Như đây của Tiki cũng đã được xác thực rồi. Thì có lẽ như cái đợt trước thì Tiki có mời rất nhiều các cái hot tin như là không phải hot tin mà là các gương mặt thương hiệu như là Sơn Tùng này, Chipo này. Hôm nay thì lại mới Bích Phương ngay đầu. Các bạn cứ sắm tép đi, còn quà để Bích Phương lo. Hướng nghiệp quảng cáo mì không mà chi. Rồi, chúng ta cùng xem có cái chương trình gì nào. Năm mới lại đến mà sao em vẫn loay hoay chẳng có thời gian dạo phố mua sắm mỗi ngày. Đây chắc là một cái bài hát trong cái clip của Bích Phương. Mình cũng chưa xem clip này đâu. Rồi, theo có thông tin gì nữa nào. Hơn 200 deal mỗi ngày, ưu đãi đến 50% free ship cho đơn hàng từ 99k. Ô, cái này thì giống ở kia thôi, cũng khác gì. Có vẻ như ở cái page của Tiki này mình thấy cái tương tác cũng khá là thấp. Chỉ có 1-2 người bình luận này. Thực ra thì các cái sản phẩm của Tiki thì giá nó cũng khá là cao, nhưng mà đi kèm đó thì là chúng ta luôn được đảm bảo về uy tín và cái chất lượng của Tiki. Tiki thì bán hàng toàn hàng chính hãng thôi nên các bạn không phải lo về cái chất lượng. Nó như là ở Shopee hay Lazada thì cũng có rất nhiều các cái shop ảo. Rồi,
Ngoài ra thì có thêm một cái nữa đó là với hơn 200, cái này giống cái kia mà, nhận bao lì xì này. Có nhận gì Bích Phương để sinh, xem Bích Phương gái bao giờ đến Tết. Từ 16 tháng 1 đến 16 tháng 2, như vậy là chỉ còn khoảng 1 tháng nữa thôi, tức là ngày này đến tháng sau thì chúng ta bắt đầu đón cái Tết 2018 rồi. Rất nhanh, Tết đến rất là nhanh rồi mà tiền thì chưa thấy đâu. Người ta đếm ngược từ 10, Tiki đếm ngược từ 30. Không cần hỏi tới hỏi lui, bao giờ đến Tết chỉ cần mua những sản phẩm Tết. Cái này chắc phải rap à? Rồi. Như vậy mình cũng chưa thấy cái gì gọi là ấy. Bây giờ chúng ta cùng sang cái website của Tiki để xem những cái sản phẩm nó đang ở bên Tiki đang có những cái mặt hàng nào đang ưu đãi này, đang có khuyến mại gì nhá. Rồi. Thì mình sao lại vẫn cái này dùng Facebook đấy. Bây giờ thì chúng ta đang có mặt ở website của Tiki. Tiki bao giờ đến Tết vẫn là Bích Phương thôi, xem nào. Kích vào Bích Phương xem ra là cái gì. Rất nhiều các cái chương trình như là Tiki 2 tiếng giao hàng. Như vậy là cam kết hai Tiki Now như là cái dịch vụ gói hàng của Tiki. Rồi chúng ta xem có các cái mặt hàng gì đây. Thứ nhất như là trước mình có làm một số cái clip về đánh giá về mua hàng ở Tiki rồi, các bạn có thể xem lại của mình. Nhưng mà thực ra Tiki thì trừ trước đến nay thì rất là nhiều người vẫn nghĩ rằng là Tiki thì mình có thể chọn mua các loại sách. Thì như ban đầu thì Tiki là bán sách online nhiều hơn, bây giờ thì bán thêm rất nhiều các cái mặt hàng nữa. Sao lag vậy, trắng tinh nhìn tình này. Lắc đi, chắc tinh luôn. Mình sẽ thắt cái này đi. Đây, rất nhiều dịch vụ gói quà với Tiki này. Cái này giống các thông tin ở kia thôi, mình chưa thấy có sự gì mới từ thương hiệu Nhật Bản. Đây là góc dành cho các chị em, các bạn gái này mua mỹ phẩm. Cái này chắc là mình không review đâu, mình không thích. Rồi chúng ta kéo xuống dưới, rất nhiều các cái đồ ăn này như là thực phẩm chức năng mật ong này. Những cái này thì nó giá cũng khá là rẻ, nhân vỏ điều 80k này, bao cao su sagami. Cái bao cao su thì mà nhìn như là hộp mù tạp ấy. Thịt heo khô truyền thống. Cái này tưởng thịt. Thịt heo khô à? Nhìn giống như thịt bò khô đấy. Rất nhiều thịt heo sấy giòn. Lùa chứ ăn mình cái này nóng ngấy lắm. Rồi chúng ta cùng kéo xuống xem có cái thịt không. Thịt heo chạm tan đi. Cái này như tặng kiểu đồ ăn vặt ấy. Thực phẩm chức năng mật ong. Cái này rẻ nhỉ, 34.000 100ml là 1 lít đây. 34.000 1 lít. Rẻ nhỉ. Thịt bò khô tứ kỳ 200g 113.000. Cái này đúng giá này, không phải là rẻ, đúng giá thôi. Cơm gạo nứt này. Sao tan thế đồ ăn vậy, thịt bò khô lại thịt bò khô tiếp. Thực phẩm chức năng này. Kem phấn, trời ơi, toàn cái thứ mình không thích. Mình thích chủ yếu là các cái đồ công nghệ nhiều hơn. Chứ cái này toàn là cái đồ mà có lẽ các bạn, các chị, các mẹ thích hơn. Hoặc là các bạn trẻ. Thùng 24 lon bia Sapporo 269. Uống hết cái thùng này chắc say bít đi. Rồi. Rất nhiều đồ ăn trên này. Nhưng mà sao đấy? Đây là những cái mặt hàng họ đang giảm sâu đấy. Máy vắt cam này, 500.000. Trà bông trà là trà là cái gì? Trà bông trà là cái gì? Cơm cháy à? Heo sấy giòn này, rất nhiều các cái sản phẩm luôn các bạn ạ. Mình toàn thấy đồ ăn thôi. Đây rồi, quan trọng mình muốn xem cái này. Đây là một số các cái ngành hàng mà hiện nay ở Tiki đang có các cái ưu đãi đặc biệt. Ví dụ như đối với các cái sản phẩm về đồ gia dụng điện máy này giảm đến 50%. Các cái sản phẩm về điện thoại thì đối với Samsung Galaxy Z7 Pro thì giá chỉ có 5 triệu và những con số lẻ đằng sau. Rất có thể con số đằng sau là 999 nhỉ? Máy ảnh này. Máy ảnh thì kỳ chắc là khá là chát. Rất nhiều các ngành hàng nữa, bây giờ chúng ta có lẽ xem từng ngành hàng một. Ôi sao lag thế. Trắng tinh.
Rồi, chúng ta cùng xem cái mặt hàng đầu tiên là cái sản phẩm về đồ gia dụng này. Mình thấy có cái máy khoan đây thì ít nhất về máy khoan mình có gọi là có tí chút về kinh nghiệm xem nào. Lát thế. Đây là các cái sản phẩm về đồ dùng gia đình, nồi niêu xoong chảo bát đĩa. Chảo vân đá đây 150k. Mình thấy chảo đá như là Bixi nó bán có 110.000 thôi. Máy khoan, con khoan này đắt thế nhỉ. GSB 550 động lực thì mình nhớ là cái GSB động lực của Lazada nó bán chỉ khả cao nhất là khoảng 799.000 đồng thôi, mà còn tặng kèm bộ X34. Cái này giá vẫn còn rất là cao này, đắt hơn khoảng 500.000 nữa này. Con này 1,2 triệu. Máy full xịt Black Decker. Có lẽ như cái thương hiệu Black Decker thì nó cũng lẽ nó không, mình thấy như là cái máy của cũng cái máy như này của Kangaroo thì nó cũng phải rơi vào tầm 1,1 triệu, 1,2 triệu cái này. Kangaroo đâu mình cũng xem cái giá của Kangaroo trên Lazada. Máy khoan thì Black Decker con này 1,2 triệu vẫn là chát, vẫn là cao. Nhưng mà các bạn yên tâm nhé, tất cả cái sản phẩm đây là hàng chính hãng nên bao giờ nó cũng sẽ giá bao giờ nó sẽ cao hơn. Còn như mình mua ở Lazada, Shopee hay là Sen Đỏ ấy thì có rất nhiều cái sản phẩm điện máy nó giá nó rất là rẻ, nó chỉ bằng 1/3 này thôi, nhưng mà chất lượng thì có lẽ chất lượng nó chỉ bằng 1/3 thôi, cái giá thành nó đi liền với chất lượng, tại vì ở các cái trang kia nó thường dùng, mình thấy là rất nhiều cái hàng fake mà anh em cũng phải thợ mua về rất là khó để xử lý với cái hàng đấy, nó có lỗi cái là vặt không biết sửa là có khi vứt đi. Rồi dưới này còn toàn cái máy này, con này Black Decker, con này thì được này, 499 thì mình nghĩ là đúng giá này. Đây là máy hàng của Trung Quốc, mặc dù Black Decker nhưng mà không biết là có phải hàng chính hãng không. USB 550 lại 799 này. Đây là một số cái cam kết của Tiki nha, Tiki luôn cam kết bán hàng chính hãng 100% đảm bảo. Giá đã gồm VAT, miễn phí vận chuyển đối với các cái đơn hàng 150.000 ở lên ở khu vực Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tức là mình mua 150.000 thì chắc chắn là sẽ được free ship rồi. Tức là nó không tính thêm cái tiền vào giá nữa. Rồi, bây giờ chúng ta xem cái mặt hàng máy ảnh xem nào. Ui, Sony Alpha A6 13.000. Ui, Alpha A7 29 triệu. Đắt thế. Canon M10 M10 6,9 triệu này là được này, 6,9 triệu này mua con này là được đấy. Ở mình thấy ở trên Lazada các cái shop mà uy tín thì bán cái con này nó cũng phải rơi khoảng tầm 7 triệu, thì 6,9 triệu con này là đúng giá đấy, đúng giá luôn con này. Con này hàng của chính hãng của Lưu Bảo Minh này. Tại vì như Việt Nam hôm nay thì cái hãng mà bảo hành chính thức của Canon Việt Nam đó chính là Lưu Bảo Minh. Lưu Bảo Minh có trụ sở Giảng Võ hay sao ấy, nếu mà đối với Hà Nội. Con H300 này, ôi dồi ôi, con này rớt giá kinh nhé. Mình thấy hiện nay Canon M10 là thực sự là một cái con máy ảnh micro LED chụp rất là tốt luôn, chụp rất là tốt. Còn cái phim thì mình chưa khẳng định, thì mình cũng chưa sử dụng được cái M10 để quay phim, nhưng mình xem rất nhiều cái review về con M10 này, thật sự là con máy ảnh ngon. Rồi thẻ nhớ này, thẻ 32GB, thẻ SD này, đúng giá, đúng giá. Rồi chúng ta xem một số cái ngành hàng khác, như là cái ngành bếp à, xem nào. Rồi tôi xem cái ngành hàng này xem nào, đóng bớt một số cái tab vào cho nó đỡ treo này. Mở thêm một cái tab TV nữa. Rồi đại tiệc mùa xuân lâu vậy à, có khi mình đang upload cái video nhưng nó hơi chậm. Rồi chúng ta cùng xem cái đại tiệc mùa xuân thì nó có cái gì. Đây rất nhiều các mặt hàng về bình siêu tốc, ui rẻ thế. À cái này mình phải mua cái đơn hàng 600k thì mình mua được cái bình này với giá 59k. Ủa thế thì bằng thừa lo vi sắm 99k. Bây giờ chúng ta cùng xem qua một chút về các cái mặt hàng về đồ điện gia dụng này. Nó hướng săn hau này, 699, 699 22 lít, 22 lít,
22 lít thì bé, không phải là to đâu, 22 lít rất là bé đấy. Rất nhiều các ngành hàng về đồ công điện này. Ok, chat luôn này. Nhà mình như có cái bếp như này. Sân hầu là 10 lít là 419.000 á. Cái này tôi nhớ đợt Lazada nó chạy chương trình, nhưng nó bán cái lò này có 299.000 này. Shopee cũng bán 299.000. Comet sân hầu nó chỉ rơi tầm giá ấy thôi. Cái này bán giá cao ấy, 410.000. Rất nhiều các ngành hàng. Magic Courier ở đây cái lò này chỉ rẻ này. Có thể sân hầu nó sẽ đắt hơn. Cái Magic Courier giống Comet này có 369.000, con này 12 lít à. Có lẽ thời gian sắp tới mình cố gắng mình sẽ mua thêm một cái lò nướng hoặc lò vi sóng về làm review. Đây này, cái lò này to này, 18 lít sao to ấy. Rồi, rất nhiều các cái bếp này, bếp nướng hay bếp nướng máy xo hay sao, nhiều lắm, mà dưới càng ngày càng đắt lên này. Úi rồi ôi, lò Osaka 150.000. Rất nhiều các cái ngàn ly xì chỉ có tại Sato Store. Sato như nó là một cái thương hiệu từ Nhật chứ sao. Rồi bây giờ mình sang cái mặt hàng ở bên này xem nào. Bên này là tivi. Ui, tám mươi chín mấy triệu rồi, đắt thế. Cái này chắc là tivi chủ yếu là khi người ta xây nhà mới, hoặc là người ta có một cái gì mới người ta mới mua, hoặc là cuối năm thì mình nghĩ rằng người ta mua tivi khá là nhiều, kiểu như là con cái đi làm xa muốn mua về tặng quà cho bố mẹ một cái gì đấy, mua cái tivi. Thực ra tivi giờ nhà nào cũng có rồi. Mình thấy là rất nhiều nhà có từ 3 đến 4 cái tivi, nhà mình có 4 cái tivi rồi. Mỗi rất nhiều cái tivi luôn. Rồi. Như vậy thì xem cái mặt hàng được không? Điện thoại, xem một chút điện thoại nha. Rồi, có lẽ mình sẽ xem cái điện thoại là cái ngành cuối cùng. Thì thực ra là mình cũng xem qua một chút thế Tiki thì nói chung là ngoài cái đảm bảo về chất lượng thì cái giá của Tiki bây giờ nó cũng sẽ cao hơn các cái đơn vị khác, nhưng mà cũng như chia sẻ đầu thì nếu các bạn chọn lựa Tiki thì nó cũng bao giờ cũng có cái sự tin tưởng nhất về cái chất lượng hàng hóa. Giá thành thì mặc dù nó hơi cao hơn một chút nhưng mà mình có được cái sự tin tưởng. Mình nói chung mình bỏ thêm một chút tiền để mua được cái sự tin tưởng này thì nó cũng là xứng đáng thôi. Và Tiki cũng là cái đơn vị khá là lâu đời ở Việt Nam rồi. Nhưng mà mình thấy như cái hướng đi của Tiki là thường đi vào các cái ngách nhỏ thôi, chứ không phải đi vào cái ngạch sâu như là ở Lazada. Lazada thì chuyên về giá rẻ hơn. Còn Shopee thì cũng rất là khó nói. Rồi xem nào. Con này Redmi Note 4 nè, 3.9 triệu này, hàng chắc là hàng của FPT à? À cái này hàng của Digi World. Hiện nay thì ở Xiaomi thì có khá nhiều các cái nhà phân phối chính thức như là FPT của Digi World. Thì mình thấy như ở Xiaomi như hiện nay cũng đã có bắt đầu có cái thương hiệu Xiaomi ở Việt Nam rồi. Như là trong Sài Gòn bắt đầu chạy iPhone 4 Max. Con này đắt. Hàng này hàng chính hãng nhưng bao giờ nó chát hơn. Rồi, đợt trước mình định mua con Zenfone thay cho Xiaomi, vì sau cân nhắc về cấu hình thì Xiaomi vẫn ngon hơn Asus. Asus thì cam nó chụp ảnh nó ngon hơn một tí thôi, nhưng mà quay thực ra mình sử dụng điện thoại mình quay nhiều hơn là chụp ảnh. Rồi, như vậy chúng ta cùng điểm qua một chút về các cái thông tin khuyến mại của Tiki, tức là cái chương trình bao giờ đến Tết đồng hành cùng Bít Phương Idol. Thì cũng là một số cái thông tin từ mình. Chúng ta cùng xem một số cái ngành hàng, cùng đánh giá về cái cảm quan về Tiki. Và cái chương trình chính thức chạy có lẽ là nó đã chạy từ 16 đến 16 tháng 2. Còn 20 thì sẽ có thêm một số chương trình nữa như là tặng bao lì xì đón Tết cho cái đơn hàng từ 299.000 trở lên. Rồi, ok, có lẽ là xin cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu thấy các clip hay và ý nghĩa thì nhớ like, subscribe ủng kênh và chờ đón các video tiếp theo về các cái chương trình đồng hành cùng các cái đơn vị bán hàng trực tuyến như là Lazada, Sendor, Tiki, Shopee, Chilido.
Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sắp tới, các cái chương trình mới. Ok, xin cảm ơn.